rồi. Hỏi là kết bạn thương tiền triệu. Chỉ cần 5.000 thôi, nhưng mà 5.000 thì là khách cực kỳ tiềm năng nha. Đứa nào không phải là khách hàng không kết bạn. Đấy. Đứa nào không phải là khách hàng không kết bạn. Mình bán đồ giày da tươi này, nam giới các bạn không đồng ý. Đấy, cứ nữ sinh tuổi từ 18 đến 40 kết bạn nha, nhìn em nào càng sáng bóng càng tốt thì đấy là em sẽ mua giày. Nhìn thấy em nào càng trắng trẻo xinh gái đi tiệc nhiều, em này sẽ mua thuốc giảm cân chắc chắn luôn, đi tiệc nhiều ăn chơi. Mà những đám đấy cực kỳ quan tâm đến hình thể, và đôi khi hình thể là công cụ kiếm ăn chính, đúng không ạ? Thế nên là không ngon nghẻ, không được là không bán hàng được. Những bạn mà xinh nhé ở trên mạng nó là cực kỳ lợi thế luôn. Tôi đề nghị là về nhà xem bạn bè, người thân, người yêu cũ xinh đôi hết và khai thác chúng tôi. Xinh ở trên mạng là lợi thế cực kỳ luôn. Từ xưa là tôi đã dạy bao người. Hôm rồi có một đại lý xinh ơi là xinh, tôi bảo em làm đi quá phí. Anh lâu lắm rồi mới thấy em xinh, lâu lắm rồi mới thấy một người xinh như em. Mà xinh thật, bạn ấy rất là xinh luôn, không biết khai thác quá phí. Được chưa? Đấy, kết bạn với họ nha. Nhưng mà đấy, mình mà phải ngon thì họ mới đồng ý. Thứ hai, mình phải năng viết bài. Viết cái gì thì tiếp bạn sau dạy. Bạn sau ý là hết hội thảo ấy, không có thời gian. Có người thì suốt ngày khoe tiền, điển hình là Giang Vũ, đúng không ạ? Suốt ngày chụp ảnh khoe vừa bán được hàng xong, đấy là một cách không sai. Nhưng cách đấy xài đi xài lại nó cũng bị chán, thì mình phải nghĩ nhiều cách tốt hơn nha. Có những bạn xinh đẹp, bạn ấy bán hàng bằng cách live stream cực kỳ khéo. Live stream bán hàng nhưng không thèm giới thiệu sản phẩm, cứ nói chuyện thôi, cứ nói chuyện thôi. Ví dụ như có những mẹ mà em chỉ live stream tư vấn chuyện tình yêu, hôn nhân, giới tính, gia đình, đúng không? Kiểu như này này. Có bạn nào hỏi chị ơi em thế này em thế kia, chồng em thế này chồng em thế kia, bắt đầu bạn ấy cứ tư vấn không bán một cái gì, không bán một cái gì. Chỉ cần các em, các chị em thích chị, hôm sau chị đăng, đúng không? Thế thôi, không cần bán nữa. Ở đây nhá, chị gội đầu bằng dầu này nhá, chị dưỡng da bằng kem này nhá, chị bán son, là chị dùng son này nhá. Là cô nhất nhau là gì? Chị mua ở đâu? Thế này mua luôn đây này, chị bán này. Gì phải đi đâu? Bán cực kỳ tốt. Có những bạn bạn đã chỉ live stream, của bây giờ live stream nữa mà không bán hàng ấy, lại bọn nó còn thuê live stream bán đủ thứ. Cho nên về nghĩ đi, mình xem là mình có thể trở thành một cái người làm live stream tốt không. Tiếp tục, thường xuyên đăng bài trên Facebook nha, thường xuyên đăng bài trên Facebook, đăng có kỷ luật. Kỷ luật là sao? Ngày 3 bài phải đủ 3 bài nha. Mưa nắng kệ nó, bởi vì mưa nắng là việc của trời. Còn Facebook bọn nó cứ online suốt ngày đêm, phải đăng bài, bận cũng phải đăng. Chứ không em mưa em buồn không đăng. Mưa có phải ăn không? Mưa to có phải đi học không? Tức là vẫn cần tiền thì đăng giúp tôi. Tính kỷ luật rất quan trọng. Đăng chủ đề gì? Cứ khách hàng thích cái gì nha, khách hàng của mình thích cái gì thì mình đăng cái đó. Không phải là cứ bán giảm cân ngày nào cũng em bán giảm cân một liệu trình này là giảm một yến thịt nhá, giờ thì một liệu trình này giảm hai yến nhá. Phải đăng thêm ở những chủ đề khác để thu hút họ. Tôi nói thật anh chị, tôi không có thời gian tôi live stream, tôi cứ live stream và tôi chốt đơn âm thôi. Tôi chẳng nói một câu nào là bán khoa học cả. Tôi cứ lên nói chuyện với mọi người. Đứa thì thời ơi em mở nhà hàng như là nào đầu tư vấn, xong bọn kia ngồi nghe há mồm ra. Đấy, cái đứa nó hỏi ấy, nó
không đi học đâu. Có cái đứa há hốc mồm nó sẽ đi học. Buổi nào bữa nay chúng ta cũng cho được đầy khách đi học. Mà nền tảng đấy nó miễn phí, đúng không? Những thứ tôi dạy anh chị không có gì khó này. Khó nhất là anh chị làm theo và kiên trì. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị live stream cơ bản thôi. Thứ nhất là mình phải chuẩn bị kịch bản, đúng không? Trang thiết bị ghi hình iPhone đời càng xịn càng tốt. Hôm nọ một đại lý của tôi giác bùi, đúng không? Lên live stream không ai xem cả. Thế xong thì khóc lóc ỉ ôi. Tôi phải vào động viên và em ơi, chuyện bình thường. Nếu mà bây giờ em phát live stream mà có 1.000 người xem ngay ấy, thì em là superstar rồi. Vạn sự khởi đầu nan, chuyện đấy rất bình thường. Mọi người phải hiểu như thế. Đừng nản. Đừng nản. Đứa nào live stream lần đầu tiên cũng chỉ có vài người xem hết. Ăn nhau ở chỗ là đứa nào kiên trì, đứa nào sáng tạo. Có thế không? Đúng. Bây giờ bạn tối nay về thầy ở live stream bán được hàng không? Thi nhau live stream và mình xem mình. Cái số mắt xem là một, đấy là chính mình. Quá nhỏ. Không phải rủ mãi, xe mãi, chẳng biết là nó vào. Vì sao? Mẹ không biết nói gì. Cười cái đầu cuối. Mình phải làm cho, mình phải sáng tạo, mình phải có sự chuẩn bị, mình phải nâng đào tạo. Mà đào tạo rồi cũng chưa làm được thế này. Không phải ai cũng nói giỏi như tôi, không phải ai có chuyên môn như tôi. Có những người còn ngại tiếp xúc, có những người ngại nói chuyện. Đúng không ạ? Đấy, trong thiết bị ghi hình iPhone, ánh sáng, bối cảnh, bố cục. Mình live stream ở một cái, ví dụ tôi live stream ở cái khu resort làm sao bạn nhìn có phê không? Phê quá đi. Đấy. Nhưng mà mình live stream trong tối mù mù. Đúng không ạ? Thế thì người ta không thể xem được, tôi chưa nói về chất lượng, tôi đã nói về những cái thứ chuẩn bị. Từ kịch bản, trang thiết bị, đúng không ạ? Rồi thì kết nối internet. Phát live stream bây giờ hỏi wifi hoặc 3G, 4G rất mạnh. Nếu mà các bạn cứ dùng cái gói mà mi mắc cuối tháng cái đại phát nó lại dừng đấy, thì không có người xem. Trước khi live stream là phải mua gói nhiều tiền, bắt đầu chạy lần nào cũng phải làm thế. Ok cái gì? Bởi vì wifi nó không đảm bảo mà toàn phải mua gói 4G. Tôi bây giờ tiền 4G nhiều lắm, phải tiền cước điện thoại. Một tháng là hết khoảng 400-300 nghìn tiền 4G. Vì cứ một số live stream phải hết bằng 2GB dữ liệu tốc độ cao. Nhưng mà như thế mới đảm bảo được người xem người ta không bị giật. Hình nó mới mượt, nó mới đẹp. Và cứ giật đùng đùng rồi mơ ảo ảo rồi hỏi mãi không thấy thầy đâu. Thế thì làm sao mà có lượt xem, đúng không? Cười. Ngồi đấy cười. Về không bán được hàng lại khóc. Chọn giờ thông báo live stream. Đặc biệt live stream phải có tính kiên nhẫn, nhớ. Phải có tính kiên nhẫn. Làm như thời sự đấy. Tức là sao? 7 giờ tối người ta biết là đấy là giờ thời sự. 9 giờ tối hôm nào cũng thế, anh khai live stream 1 tháng rồi. Mọi người sẽ ngồi đợi anh khai. Nhưng mà hôm nay hứng lên hết live stream nhá. Tháng sau bận đi nước ngoài, bận đi du lịch, bận nhá, không để tháng sau nữa. Người ta có ngồi đợi không? Rất kiên nhẫn. Phần 1 số được, phần 2 số được, phần 7 số được, phần 14 số được, tức là ngày 2 số. Nhưng phải đều. Đúng không ạ? Phải đều, phải đúng giờ. Phải nghĩ kịch bản. Kịch bản là bán hàng trực tiếp, hay kịch bản là tư vấn, hay kịch bản là trò chuyện trên mạng. Nó có rất nhiều cách
mà gây ra những cái hiệu ứng lan truyền mà vô